Xin chào anh chị, chào mừng anh chị trở lại với Talk Chứng khoán. Hôm nay mình cùng anh chị đánh giá về thị trường ngày 20 tháng 8 và nhận định thị trường tuần tới, đặc biệt là ngày 23 tháng 8. Về thị trường, về rà soát các cái danh mục cổ phiếu các anh chị và các cái phương án hành động trong cái giai đoạn thị trường hiện nay. Hôm nay là một phiên mà thị trường rung lắc rất là mạnh và bán ra với khối lượng rất là lớn. Thì chúng ta đánh giá sao với thị trường hiện nay? Thì đầu tiên là đi về các chỉ số index, thì các anh chị thấy là VN Index hôm nay là giảm 3,3% so với phiên ngày hôm qua và khối lượng rất là lớn kỷ lục từ trước đến nay, 1,2 tỷ cổ phiếu giao dịch rất là lớn. Thì các anh chị có thể thấy rằng là kể từ ngày 30 tháng 7 này, chúng ta nhận định là chúng ta quay lại thị trường và chúng ta đánh giá là cái giai đoạn này sẽ có nhiều cái hoạt động rung lắc. Nó sẽ giống như cái giai đoạn này này, khi mà gặp những cái kháng cự cũ cũng như là các cái cổ phiếu nó phải tích lũy, nó phải có những cái hoạt động về tái cấu trúc, consolidate để nó hình thành một cái cấu trúc đẹp trước khi nó lên. Thì cho đến ngày hôm qua thì chúng ta vẫn nhận định là thị trường theo hai cái hướng là sideways và đi lên. Các anh chị có thể trở lại để mình xem các cái clip hôm trước, thì mình cũng chia sẻ là khi thị trường sideways thì chúng ta cũng chia sẻ một cái kịch bản là đánh các cái cổ phiếu kiệt khối lượng, là để làm gì, là để nó an toàn, để khi mà thị trường sideways ấy, thì khi thị trường rung lắc thì tránh chúng ta, nếu các anh chị mà mua những cổ phiếu bùng nổ thì nó rung lắc thì chúng ta sẽ bị lỗ rất nhanh. Do vậy là mình cũng đã cẩn thận chia sẻ cái cách tiếp cận như vậy rồi. Tuy nhiên hiện nay thì với cái phiên ngày hôm nay ấy, thì thị trường nó sẽ xảy ra theo hai hướng anh chị nhé, nó đã đổi hướng rồi. Thì hôm nay là một bản chất là một phiên bán ra rất là mạnh, thủng MA20, các anh chị nhìn cái đường màu xanh là thủng MA20. Đấy, cái đường màu đỏ này là 95% kể từ cái đỉnh gần nhất. Thì các anh chị thấy là hôm nay là thị trường đã thủng MA20, tuy nhiên vẫn trên cái đường này. Thì nó báo hiện các cái điều gì, thì các anh chị có thể nhìn về các cái giai đoạn lịch sử này. Gần như trong các cái giai đoạn mà thị trường đi lên thì gần như nó luôn luôn nằm trên các cái đường trung bình MA20. Các anh chị nhìn thấy cả một cái giai đoạn này này. Từ đây này. Là nó nằm trọn vẹn trên đường MA20. Đấy. Còn giai đoạn mà thị trường tích lũy thì đâu đó nó có thể lên xuống đường MA20. Tuy nhiên trong cả hai giai đoạn tích lũy và đi lên thì nó đều trên cái đường 95% đỉnh gần nhất. Đấy. Thì các anh chị thấy là hiện nay với như vậy này, đây thì các anh chị có thể test lại các cái điểm cũ này nhé. Đây là trên MA20 nhé, trên MA20 nhé, thủng MA20 nhé, có thủng nhé, chỗ này nhé, trên MA20 nhé, chỗ này thủng MA20 nhé. Đấy. Thì ở đây thì thấy rằng là thị trường nó đang vào rủi ro ngắn hạn. Thị trường ở đây nói rủi ro ngắn hạn là thì là như thế nào? Tức là nó có thể nó sẽ chưa rơi được, anh chị nhé, nó chưa downtrend, nó chưa chập lại cái downtrend cũ để trở thành cái downtrend, nhưng nó sẽ là rủi ro ngắn hạn. Nếu mà nó tiếp tục nó loanh quanh ở giữa hai cái đường này là MA20 và cái đường 95% này thì nó sideways và nó vẫn có thể lên được. Tuy nhiên là nếu nó thủng, nó kéo lên 1-2 phiên hoặc là nó thủng lại cái đường 95% này thì coi như là thị trường đi viện luôn anh chị nhé, thị trường đi viện luôn đấy. Đi viện ở đây là downtrend đấy. VN30 cũng vậy nhé, VN30 thì cũng tương tự vậy, hôm nay rơi 3,6% khối lượng rất lớn sau cái phiên này, như rất lớn rồi. Đấy thì dưới MA20 và trên cái đường 95% này. Đấy, tương tự vậy thì nó cũng là rủi ro anh chị nhé. Đối với HNX Index thì là vẫn trên MA10. HNX Index thì vẫn trên MA10. Nhưng mà cả đây thì khi đánh giá thị trường thì chúng ta vẫn dành các cái tiêu chí lớn, các cái tỷ trọng lớn vào các cái điểm số của Index và VN30 anh chị nhé. Thì ở đây thì nói tóm lại là nó rủi ro thị trường thì sẽ có những cái dòng mà có thể nó vẫn đang mạnh, vẫn trụ hạng được, thì lát chúng ta sẽ đi đánh giá thêm dòng cổ phiếu nào là mạnh nhất, cổ phiếu nào là mạnh nhất, thì xem là cái hướng hành động của chúng ta. Bởi vì cái phân tích của chúng ta đây là gì, chủ yếu là sẽ giúp chúng ta rà soát các cái danh mục cổ phiếu của mình và các cái phương án hành động với các cổ phiếu của mình như vậy nhé. Thì rất nhiều anh chị nói rằng là tại sao hôm trước chúng ta đưa ra các cái kịch bản như thế này mà khi thị trường có những cái diễn biến xấu mà chúng ta lại đi theo các cái kịch bản khác. Bản chất của thị trường chứng khoán hoặc bản chất cái cách tiếp cận đầu tư của chúng ta là chúng ta sẽ có một cái phương án tiếp cận vấn đề, tức là có một cái hướng biên dịch và có một cái hướng diễn giải cho thị trường và cho các cái dòng cổ phiếu và cho các cổ phiếu.
Tuy nhiên, khi nếu thị trường không diễn ra theo cái diễn dịch đấy, thì đương nhiên chúng ta phải chấp nhận là cái kết quả nó sẽ diễn ra theo một cái hướng khác, và chúng ta không thể bảo thủ với cái cách phân tích của chúng ta được, cũng không thể bảo thủ với cái cách nghĩ hoặc là cứng nhắc với cách nghĩ của chúng ta được. Do vậy chúng ta bắt buộc phải thay đổi các cái chiến thuật, bởi vì chúng ta khăng khăng với một cách nghĩ, tức là chúng ta luôn đúng và thị trường sai, thì chúng ta sẽ trả những cái giá rất là đắt. Các bạn, nếu các bạn có xem những cái kênh của những người khác, thì có những người thì người ta sẽ nhận định là từ đây này và thị trường nó sẽ không thể lên được, đại loại như vậy. Nhưng mà cách nhận định đấy thì nó cũng là một cách suy diễn vậy nhé. Bởi vì rất nhiều dòng cổ phiếu mạnh nó lên, nó là chứng khoán, nó là ngân hàng, nó lên, nó là bất động sản, thì chúng ta không thể giữ cái tư duy là thị trường phân phối hay là cái gì đó được. Chúng ta chỉ có thể phân luận, kết luận là phân phối hay tích lũy khi mà nó ở phía, khi nó thủng cái vùng tăng nghẽn, cái vùng trading range đó đối với các cái cổ phiếu nhá. Thì và khi mà chúng ta thấy rằng các cái dòng nó lên rồi và nó đảo chiều hoặc nó không theo cái hướng hỗ trợ chúng ta, thì chúng ta phải có những cái hướng thay đổi đấy. Tuy nhiên là ở đây thì nếu các bạn có xem các theo dõi thường xuyên các cái nội dung trên kênh của Talk Chứng Khoán á, thì các bạn thấy là Talk Chứng Khoán luôn luôn chia sẻ cho các bạn những cái dòng cổ phiếu mạnh nhất, nó là chứng khoán, nó là bất động sản. Và ở đây cái cách tiếp cận mua thì chúng ta tham gia những cái điểm test gần nền. Thì nếu các bạn mua những cái cổ phiếu như vậy thì mình cũng không nghĩ là các bạn lỗ, nếu các bạn làm các bạn có thể hành động theo các cái cách tiếp cận vấn đề, theo các cái phương pháp đầu tư kiểu như vậy, thì mình cũng không nghĩ là các bạn lỗ đâu. Tuy nhiên cho đến thời điểm này á, thì thị trường nói rằng chúng ta phải rất là cẩn thận, chưa đến giai đoạn là giống như kiểu giãn cách chỉ thị 16 đâu. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải tương tự như chỉ thị 15 đấy các anh chị nhé. Thị trường chưa hẳn là đao tre, nếu thủng cái đường bên dưới này thì chúng ta sẽ gọi nó là đao tre anh chị nhé. Tuy nhiên là hiện nay nó sẽ là phải theo diện chỉ thị 15, tức là chỉ một số người hoặc chỉ một số cổ phiếu mà chúng ta có thể nắm giữ và giao dịch thôi. Còn những cổ phiếu khác thì chúng ta cũng nên tạm biệt nó để chờ một cơ hội khác anh chị nhé. Vậy thì nó là các cổ phiếu nào, các nhóm cổ phiếu nào, thì mình có chạy ra đây cái file. Anh chị chờ một chút. Đây. Các chị các cái danh sách cổ phiếu đây, thì các chị là mặc dụ là thị trường hôm nay là rơi 3,3-3,4% như vậy, nhưng mà cũng vẫn có những cái dòng cổ phiếu bùng nổ này. Các chị nhìn cổ phiếu bùng nổ này thì để làm gì? Để chúng ta thấy là có những cái dòng cổ phiếu nó vẫn mạnh. Đấy, thì chứng khoán là các anh chị thấy là nó vẫn cũng rất mạnh này. Đấy, rất là nhiều cổ phiếu chứng khoán nhé. Hóa chất cơ bản có một số cổ phiếu nhé. Một số cổ phiếu vật liệu xây dựng nhé. Đấy, thì là những cổ phiếu này nó vẫn mạnh, bởi vì khi mà thị trường hoảng sợ như thế mà nó vẫn lên. Đó, thì đó là những cái tiêu chí là cái nhất. Cái thứ hai, các anh chị có thể nhìn về các cái cổ phiếu mạnh nhất này. Các cổ phiếu mạnh nhất ở đây thì được hiểu là nó chạy ok trên MA10, trên MA20, thì các anh chị thấy là nó vẫn nằm ở số lượng cổ phiếu chứng khoán rất là nhiều. Đấy. Một hóa chất nhá. Những cái nhóm này thì nó dụng nhiều rồi, bất động sản đây không phải là không có, nhưng mà trước cái nó nhiều lắm, nó chục cổ phiếu, cứ bây giờ rơi còn có 3 cổ phiếu thôi. Đấy. Một số cổ phiếu về thực phẩm này, một số cổ phiếu về xây dựng và thiết bị vật liệu xây dựng này. Đấy, thì những cái dòng cổ phiếu thì theo mình thấy là nó sẽ là giống như các cái nhóm ngành, các cái nhóm ngành mà có thể được theo chỉ thị 15, ví dụ chỉ thị như thế, thì cái nhóm mà nói chung ở đây là cái nhóm cổ phiếu tốt. Nhưng chị nhớ ở đây là trong cái đoạn cốt này, cái nhịn thấy này, mình nói này, với cái phiên như này này thì nó nói là thủng D2 chỉ giữ các cái siêu cổ phiếu. Từ siêu cổ phiếu ở đây là gì? Tức là những cái cổ phiếu mà mình xác định là đánh dài, tức là các dòng cổ phiếu siêu cổ phiếu là mình đánh qua mấy nhịp sóng liền, ví dụ đấy là một cái cách. Hoặc nó là các cái cổ phiếu mà nó các cái dòng nó rất là mạnh và hiện nay nó đang có cấu trúc vẫn ok và nó vẫn đi lên nhưng chị nhé. Thì những cái dòng này được hiểu là dòng mạnh hoặc là cái dòng phi thị trường. Tuy nhiên là ở đây thì mình nghĩ là nó cũng không hẳn là phi thị trường đâu, bởi vì các cái dòng chứng khoán này nó thông thường nó là những cái dòng thị trường, nó sẽ là những cái dòng thị trường. Thì đây chúng ta cũng có thể là hy vọng là nó sẽ có những cái nhịp chạy nhất định hoặc là nó sẽ có những cái giai đoạn an toàn nhất định, chứ chúng ta cũng không thể khẳng định là cái dòng chứng khoán này nó sẽ đi vượt sóng ngược sóng, thì mình cũng không nghĩ là nó ngược sóng được đâu. Nhưng nó sẽ an toàn trong cho anh chị trong cái giai đoạn ngắn hạn nhất định. Đấy, hóa chất này hoặc thực phẩm. Đấy. Ngoài ra các anh chị có thể nhìn vào đây này, mình có cái phân tích trước, có cái chỉ số ngành này, thì các anh chị thấy là này, số lượng cổ phiếu tốt nó cũng hôm nay nó cũng dụng khá nhiều này, chỉ còn 387 cổ phiếu này. Nó giảm sâu so với những ngày hôm trước. Đấy, thì nó là cũng thu hẹp lại. Và các cái dòng hầu như đều thu hẹp hết anh chị nhé.
chỉ trừ có dòng nên tìm dòng chứng khoán như thế này nhỉ. Đây dòng chứng khoán thì vẫn chưa rơi anh chị nhé, chứng khoán thì vẫn ổn đấy, vẫn có thể ổn được. Ok, mình sẽ quay lại cái thị trường nhé, mình cùng rà soát với các anh chị thêm một chút nữa các cổ phiếu mạnh nhất, xong sẽ đi phân tích theo từng cái dòng, các cái danh mục của anh chị xem là nếu các anh chị danh mục của anh chị thì nên giữ ở những cái nhóm cổ phiếu nào, thì mình sẽ tìm các cổ phiếu mạnh nhất cho anh chị nhé. Đây 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 những cổ phiếu mạnh nhất này. Mình sẽ search theo dòng của anh chị nhé, để cho các anh chị nhìn thêm dòng nào mà nhiều cổ phiếu mạnh. Đây, dòng bất động sản thì mạnh nhất thì là có BII này, vẫn mạnh, dòng tiền vẫn vào này, và là chứng khoán này. Đấy, chứng khoán vẫn là dòng mạnh anh chị nhé. Hóa chất có một cổ phiếu này, DLI là vẫn mạnh này, dòng tiền vẫn đang vào này. Đấy, hóa chất cơ bản này, có thằng APH này, một số cổ phiếu về xây dựng xây lắp này. Đó là sao đấy. Thế thì như này thì nó cũng có những cổ phiếu đang đi ngược thị trường anh chị nhé. Thì các anh chị nắm giữ các cổ phiếu này này, thì mình nghĩ là nó vẫn có thể lên được, hoặc là nó an toàn trong một cái giai đoạn ngắn hạn nhất định. Ok, thì mình sẽ trở lại đánh giá các cái dòng cổ phiếu, chọn cổ phiếu tốt nhất này, các cổ phiếu phía trên này. Đấy nha anh chị nha, thì chúng ta sẽ đi các cái dòng mà lúc nãy chúng ta tập trung vào á, như là dòng chứng khoán, hóa chất và thực phẩm. Ngoài ra mình sẽ đi thêm dòng bất động sản và ngân hàng nữa. Và chứng khoán anh chị thấy những cổ phiếu mạnh nhất này, VMS vẫn lên này, thì nó vẫn đang an toàn nhá. Mình sẽ dùng cái từ an toàn nhé, mình không dùng nói từ lên nữa, bởi vì nó lên, cái việc lên của nó là ngắn hạn. Bởi vì nếu thị trường chung quay lại được mà hồi lại được trên MA20 thì những dòng này nó sẽ tiếp tục là những ngôi sao tiếp. Tuy nhiên nếu mà thị trường chung không lên được thì những ngôi sao này thì cũng sẽ bị che mờ anh chị nhé. TVB nhé, hôm nay bán ra kéo lên ở gần giữa nhé, khối lượng như này vẫn ok nhé, an toàn nhé. FTS, WSS này, ok này, những cổ phiếu này thì vẫn an toàn anh chị nhé, ngắn hạn vẫn an toàn. 2BS này thế này, mặc dù nó bán ra khối lượng như này nhưng mà nó vẫn phía trên này, biên của nó giảm có 2,2%, rất là ít. Viết đây là gì? Viết đây là đánh giá cái spread của phiên anh chị nhé, khối lượng nhé, và giá đóng cửa của ngày nay so với giá đóng cửa ngày hôm qua nhé. Đấy, và thứ hai là vị thế của cái này trong cái thanh này nhé. Đấy là viết đây. VDS nó cũng thế nhé, vẫn an toàn nhé. APS này, an toàn này. VDI này này, toàn. Nói chung các cái dòng cổ phiếu chứng khoán này thì vẫn khá là an toàn anh chị nhé, an toàn. SHS thì hôm nay hơi xấu một chút thôi, rơi xuống đây như vẫn trên MA10, nó vẫn trên MA10, không đóng ở trên nền nữa thôi nhưng vẫn trên MA10. Mà HCM thì vẫn bùng nổ này, đóng ở trên nền luôn đúng không. BVS là ok anh chị nhé, ORS ok nhé, VND này ok nhé, khối lượng lớn như rút lên tốt, SA tốt nhé. Nói chung các cổ phiếu chứng khoán này vẫn là đẹp. Đó thì về cái dòng hóa chất cơ bản. Chất cơ bản đây anh chị nhé. CSV này vẫn an toàn nhé, vẫn an toàn đi lên nhé. DDV này thế nhé, hôm nay bùng nổ luôn. Hôm nay bùng nổ ngược sóng này. Đây là cái dòng này chắc chạy ngược sóng rồi đấy, hóa chất cơ bản. DLI này thế này, bùng nổ này. Dòng hóa chất này ngược sóng được. PLP này, mặc dù nhìn nó dài này thôi nhưng nó giảm 63%, khối lượng như này thì vẫn trên nền anh chị nhé, nó vẫn trong một cái vùng của nó dao động, nó vẫn ok nhé. DLC này thế này đẹp này, vẫn lên này. GVR này vẫn không vấn đề gì nhé, vẫn ok. DPR này nhé, vẫn ok anh chị nhé, vẫn an toàn. APH này thế này. Đấy, PLC này thế này. VNP này thế nhé, VNP thùng VNP này thì thùng A10 này, phía sát của nền cũng hơi rủi ro một chút nhưng mà các chị giữ được không sao đâu, nó rơi có
vẫn ok nhé, rơi 7,6% mà vẫn vẫn có thể giữ được, vẫn an toàn. LTG này thì trong nền nhé, nó đang trong nền. Ok, mình trở lại các cổ phiếu về thực phẩm đúng không, ai còn nói với cổ phiếu thực phẩm này, các chị thấy LS này vẫn lên này. AAV này thì không xét nhé, vì nó là Atlas này, hai phiên này đều rút chân lên nhé, nó vẫn có thể an toàn anh chị nhé, vẫn có thể an toàn. SBT này an toàn này, BNA cũng thế này an toàn này. FMC, FMC này rơi 5,5% khối lượng như này, thì FMC này vẫn có thể an toàn nhé, vẫn có thể an toàn trên MA10. GIL này thế này vẫn an toàn này. QNS này thế này an toàn nhé anh chị nhé. Ok, đối với dòng xây lắp, xây dựng xây lắp này, các anh chị thấy này, như TGG này lên này, LCG này vẫn lên này, an toàn này. HTN này thế này, C47 này an toàn lên này. Mấy cổ phiếu này bé quá nhỉ, C47. VTD, VHC này an toàn này, công trình Viettel này an toàn này, VST này an toàn này, SCI này an toàn nhé. Đó, đó là mấy cái dòng mà mình thấy đang mạnh nhất. Ngoài ra chúng ta sẽ xem về bất động sản một chút. Bất động sản thì BI này vẫn an toàn này, FIT này vẫn an toàn này, IDG này an toàn này anh chị nhé, vẫn an toàn lên. VC3 này thì an toàn nhé, kéo lên không được thì đóng ở giữa nền. HPX như thế này, cổ phiếu này thì vẫn dưới cái vùng kháng cự cũ, dao động thôi. Cổ phiếu này thì cũng không khó đánh giá nhé, nhưng mà nó cũng rủi ro, chịu rủi ro. Với cổ phiếu này thì kênh dưới rồi thì cũng không xem. Đấy, đích này, đích thì các anh chị thấy hôm nay là nó 32,5 này, MA10 của nó là 32,56, tức nó thủng MA10 rồi. Thì cổ phiếu đích này thì có thể nó sẽ phải loanh quanh tích lũy ở cái vùng nền này anh chị nhé. Trong nền này, này thì các anh chị có thể chốt lời cũng được. Các anh chị mua phía này, các anh có chị lời có lợi nhuận, các anh chị chốt lời cũng được. Bởi vì rơi thì chưa chắc nó đã rơi. Nếu các anh chị mua tận dưới này thì các anh chị vẫn có thể nắm giữ được. Nhưng mà nếu mà nó loanh quanh ở phía nền này hoặc trên MA10 ấy, hoặc ngày mai nếu nó hồi MA10 thì các anh chị có thể xem xét thêm. Nhưng mà theo mình thấy là nó sẽ tích lũy ở vùng này, nó sẽ mất thời gian. Cho dù thị trường không rơi nó cũng sẽ mất thời gian. TDC này này, TDC thủng MA10 rồi, rơi về nền cũ rồi anh chị nhé, rủi ro ngắn hạn. Đây là thủng cả nền rồi. Đấy, tích này thì vẫn trong nền nhé, tích này thì là an toàn. Nhà Từ Liêm thì vẫn trong nền nhé, cũng an toàn. HDC cũng trong nền nhé, mình vẽ lại cái nền này cho nó sắp xoáy này, trong nền nhé. HDG này thì rơi khỏi nền rồi, rủi ro ngắn hạn. SCR thế, Long Hậu cũng rơi khỏi nền rồi. Nói chung là nhóm bất động sản lại chia ra làm hai nhóm, một nhóm thì vẫn an toàn trên nền, còn một nhóm thì là rơi khỏi nền rồi, thì nói chung là nó rủi ro ngắn hạn. Nhóm gì nhỉ? Ngân hàng nhé, nhiều anh chị cũng đang giữ ngân hàng. Ngân hàng thì là NVB thì hôm nay là kéo lên nhưng không được thì rơi này, khối lượng nó cũng không cao, nhưng mà cơ bản là nó đang rơi khỏi nền anh chị nhé, rủi ro ngắn hạn. EVF ở trong nền này, MVB này, nếu đây là xếp một cái nền to này, chúng ta có thể xếp cái nền nhỏ đây này. MVB nó chưa rơi khỏi nền đâu, nó chưa rơi khỏi nền, nhưng mà khối lượng lớn, cái này thì thủng MA10, cái thứ thủng cả MA20 rồi. Nói chung là những cổ phiếu này SHB thì kéo lên trên MA20 dưới MA10, cái này thì thủng cái nền hẹp đây dưới MA20. Nói chung các cổ phiếu ngân hàng này các chị thấy là nó sẽ đều giống nhau, nó là rủi ro ngắn hạn đấy, các cổ phiếu ngân hàng này. Cho dù nó kéo lên hay như nào thì các anh chị cũng nên chốt lời, thì mình nghĩ cũng ổn. Chốt lời hoặc thanh lý thôi đi, gọi thanh lý các cổ phiếu đi anh chị nhé. Đấy thì vừa qua thì mình cũng chia sẻ với các anh chị về thị trường hiện nay, tức là thị trường B nó đang rủi ro ngắn hạn, nó sẽ có thể đi sideways và sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Còn một kịch bản nó có thể rơi, nếu nó thủng cái đường 95% kể từ đỉnh thì cơ bản nó sẽ tiếp tục là downtrend và nó sẽ nhập lại cái downtrend cũ anh chị nhé. Còn về danh mục thì nếu các anh chị đang nắm giữ các cái dòng cổ phiếu mạnh nhất, muốn như mình vừa chia sẻ, thì các anh chị có thể nắm giữ ngắn hạn, trung hạn thì không nói nhé, nắm giữ ngắn hạn. Xong chúng ta sẽ xem xét thị trường để cho cái phương án tiếp. Đấy, còn ra các cái dòng cổ phiếu yếu hơn, các cái cổ phiếu mà thủng MA10 hoặc thủng MA20 thì các anh chị cũng nên thanh lý cổ phiếu cho nó nhẹ đầu.
Thực ra nhiều khi bây giờ chúng ta cứ, cứ theo cái cách nghĩ nào đó mà chúng ta bảo chúng ta sẽ chấp nhận rủi ro để chúng ta đương đầu chờ cơ hội thì nói chung là như thế thì rất là đau đầu. Tóm lại là chúng ta nên nên theo cái phương án an toàn, trừ khi cổ phiếu chúng ta đang lên thì là phương án mua đang đúng, còn nếu cổ phiếu chúng ta rơi thì là coi như là chúng ta phương án là chúng ta sai. Đó thì đó là thị trường chung như vậy anh chị nhé, về các cổ phiếu như vậy. Ok thì chúc anh chị cuối tuần vui vẻ. Thì các anh chị thấy video hữu ích thì các anh chị có thể vui lòng chia sẻ cho những người khác, thì mình cũng hy vọng là có thể chia sẻ cho các anh chị các cái thông tin hữu ích ở mức độ nhất định, cũng có thể chia sẻ cho các anh chị cái kinh nghiệm trong cái đầu tư chứng khoán. Các anh chị đừng quên subscribe kênh để nhận các cái thông tin mới nhất từ kênh. Cảm ơn các anh chị. Chúc các anh chị quản lý và xử lý tốt danh mục của mình. Chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại.